Kính chào ông bà, cô chú và anh chị. Bữa sáng nay em ăn món cơm chiên trứng. Đây là em có hai chén cơm nguội. Em cũng đã bóp cho nó tơi ra rồi ạ. Còn đây là ba cái hột gà. Một ít ớt để một chút nữa em đổ nước tương vô để mình ăn cùng với lại cơm. Một ít dưa leo để mình ăn kèm. Một ít hành lá. Còn đây là gốc hành và nửa muỗng canh nước mắm. Để một chút nữa em sẽ đập trứng vô để em chiên ạ. Và bây giờ em sẽ đi đập trứng và chuẩn bị chảo để chiên. Hôm nay em chiên cơm á, em có lấy hai muỗng tóp mỡ ở đây em chiên cùng luôn. Em rất thích cái món tóp mỡ chiên cơm, rất là thơm ạ. Vì ở trong mỡ có hành củ em phi em bỏ vô trỏng rồi, cho nên em không có thắng hành nữa. Để cho mỡ nó tan chảy rồi em sẽ đổ trứng vô ạ. Và bây giờ em sẽ chiên trứng cho nó khô khô một chút và em sẽ đổ cơm vô ạ. Hơn 1 phút thì trứng nó cũng đã hơi khô rồi ạ. Vì có cơm nữa cho nên là em cho mỡ hơi nhiều hơn một chút xíu ạ. Và bây giờ em sẽ đổ cơm vô. Em chiên cơm theo cách ăn của em ạ. Và bây giờ em tắt máy để em đảo cơm ạ. Vậy là xong rồi, bây giờ em sẽ bỏ ra dĩa thôi ạ. Vậy là em đã làm xong món cơm chiên trứng khá là thơm ngon ạ. Một bữa ăn sáng rất là đơn giản và dễ làm. Đây là nước tương để một chút em ăn kèm. Vậy thôi, video em làm món cơm chiên trứng đến đây là hết rồi. Em cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã xem hết video của em. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị vào video sau ạ.